Hi, xin chào các bạn. Mình tên là Yến Như, hiện đang là sinh viên khóa 25, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Và hôm nay các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem là bạn bè biết gì về ngành học của mình nhé. Đi thôi. Đúng rồi. Hả? Có biết tôi đang học trường gì không? Mà học trường Văn Lan. Vậy đó đúng rồi nha. Tôi học ngành gì ở Văn Lan? Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Wow, hay ta. Vậy đó đúng rồi nè. Tôi học ngành đó thì mốt ra trường tôi làm được công việc gì? À, chắc là mốt ra trường sẽ làm hướng dẫn viên du lịch hoặc là sale tour hoặc là điều hành, đúng không? Hay quá bạn ơi. Mà bây giờ tôi đang lo gì nào? Nếu mà dịch bệnh tới lúc mời ra trường luôn nha, thì tôi không biết tôi làm cái nghề gì nữa. Thì về bán nước mía với mẹ của bà, tôi thấy mẹ bà có xe nước mía, hoặc đi lấy chồng. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Xuân Mai, mình là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang, khoa du lịch, ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Đối với ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành này rất phù hợp cho những bạn nào có đam mê với du lịch, muốn truyền tải những thông tin mới mẻ nhất của du lịch đến với mọi người. Hôm nay mình sẽ phỏng vấn mẹ mình để xem mấy lâu nay mẹ mình suy nghĩ gì về ngành mình đang học nha. Ủa mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang học toán. Ủa mẹ, cho con hỏi mẹ này xíu được không? Hỏi gì hỏi đi. Ủa mẹ biết con đang học ngành gì không vậy? Ai biết con học ngành gì mà mẹ thấy con á, sáng đi tối về. Ủa mẹ, sao mẹ nói gì vậy? Mẹ nói đại đàng hoàng cho ấy. Thì thôi, chứ gái mẹ đi học sao mẹ không biết. Học ngành gì mà? Hướng dẫn viên du lịch chứ ngành gì phải không? Ủa mẹ, sao đó mà mẹ đồng ý cho con học ngành này vậy? Mẹ thấy con thích đi du lịch, nên cái chân con thì chân đi. Mẹ biết con học ngành này xong ra con làm gì không mẹ? Biết sao biết, làm nhà báo chứ làm gì. Ủa con học hướng dẫn viên mà sao làm nhà báo được? Hướng dẫn viên đâu, thấy giờ mẹ đang thấy con làm nhà báo mẹ nè. Đâu, con đi làm văn phòng cũng được mà. Làm văn phòng là làm gì con? À, thì con làm điều hành tour nè, con làm sale tour nè. Cái ngành này nó có nhiều việc để làm đó mẹ. Ừ, hay ta. À, xin chào tất cả các bạn, mình tên là Võ Đăng Khoa. Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Văn Lang. Sau kỳ nghỉ hè này mình sẽ chính thức trở thành sinh viên năm 2. Ngành mà mình hiện đang theo học tại trường Đại học Văn Lang đó chính là ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành của khoa du lịch Văn Lang. Có gì đang làm gì vậy? Dạo mày nghe điểm. Gì vậy Nam? Em không biết đó nha, từ hôm bữa giờ thì tôi biết con đi học trường đại học mà, thì tôi biết con học ngành gì không? Chính trị du lịch. Học ở trường nào vậy ta? Văn Lang, trường tôi đi đăng ký cho mày học, không nhớ tên. Con nhớ lúc đầu thì tôi đưa cho con nhiều trường mà sao thì tôi lại chọn trường Văn Lang cho con đầu tiên? Tại vì trường đó có cái ngành du lịch rất là hay, mấy bạn thì trước giờ học ra nè, thế là nhiều phản hồi tốt về trường. À, sao thì tôi lại suy nghĩ con là phù hợp với lại ngành du lịch mà không phải là ngành khác? Con là miệng mồm nè, hoạt bát năng động thì nghĩ cái ngành đó sẽ, với lại bản thân con không thích sự nhàm chán thì ngành du lịch nó rất là phù hợp với con. Mà nói chung là nó vui mà, tại vì vừa giống như vừa học vừa chơi vừa thỏa đam mê vừa có thể kiếm tiền, cũng nhiều cơ hội nghề nghiệp lắm. Vậy tôi nghĩ sao cái về du lịch sau cái mùa dịch này? Đừng nào chẳng chết phải đi du lịch đâu, nhưng mà du lịch là ngành nằm trong cái nhóm ngành mũi nhọn rồi, đất nước nào muốn phát triển mà không phải đẩy mạnh về du lịch chắc là tránh rồi, cũng từ từ sẽ phục hồi lại thôi. Cơ hội nghề nghiệp của con vẫn còn mà, sao đâu, thời gian này con đi học đi, bất dịch từ từ đi làm mà. Chào mọi người, mình là Nguyễn Thị Anh Thư. Hiện tại mình là sinh viên của K26 của khoa du lịch tại trường Đại học Văn Lang. Thì đã được một năm mình trở thành một tân sinh viên. Với mình thì một năm trước mình rất là khó khăn, băn khoăn, không biết là mình phải chọn trường nào. Giống như các bạn hiện bây giờ nhỉ, như thế này. Không biết đó, là một năm trước thì khi mà các bạn đăng ký đó, các bạn có gặp khó khăn gì không? Có gặp khó khăn về phụ huynh hay mọi người xung quanh khi mà mình quyết định mình học một ngành nào đó? Thì không biết là phụ huynh của mình đã nghĩ suy nghĩ như thế nào? Thì cùng mình thẩm vấn phụ huynh của mình một chút nhé. Let's go! A few moments later. Ba cảnh không? Đánh. Một năm rồi đó, con học ở Văn Lang thì ba biết con học ngành gì không? Con học bên du lịch, du hành mà. À, vậy sau này ba biết ra trường con sẽ làm ngành gì ở trong đó không? Dịch nè, tổ chức sự kiện nè, cái tour nè, văn phòng làm tour nè. Cái ngành này á, đi sớm thì khuya thì ba thấy vất vả quá không? Thì ba chấp nhận cho con chọn làm thì cái chuyện đó thì ba đã biết trước như vậy rồi. Ờ, vậy sau này á, con học dịch vậy ba thấy có ổn không? Dịch nó có dịch làm dịch năm nay thì nói chung là ta còn toàn cầu ảnh hưởng chung cả toàn cầu chứ đâu phải là riêng mùa ngành du lịch Việt Nam đâu, thì nghĩ là nghỉ 1 năm 2 năm hết.
Vì mà hồi đó con chọn cái ngành này là ba, sao ba cho con học vậy? Ba chọn đầu tiên là chọn cho con hướng công chức nhà nước, cái hạn như là sư phạm hoặc là dược hoặc là y. Nhưng mà con chọn cái này thì theo là cách làm đây của con. Con học một năm ở Văn Lang rồi, ba thấy con có gì thay đổi so với năm cấp 3 không? Thay đổi cũng khá nhiều. Cái cách sống, cách sinh hoạt, rồi giao tiếp thì nó sẽ khác hơn so với cấp 3 chứ. Hi, xin chào mọi người, em tên là Nguyễn Di Khôn, khóa 26 đến từ trường Đại học Văn Lang và là sinh viên năm nhất. Thì còn một học kỳ 3 nữa thôi là em sẽ trở thành sinh viên năm 2 rồi ạ. Thì em vẫn luôn có một cái thắc mắc rằng là không biết á, là ba mẹ em đã có những suy nghĩ và những cảm xúc như thế nào khi đã quyết định cho em vào học tại trường Đại học Văn Lang. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi hỏi thử xem coi là cái cảm nghĩ của họ khi quyết định cho em học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành là như thế nào ạ. Thì đi ạ. Thầy đang làm gì thầy? Đang soạn bài chút. Thầy cho con hỏi một cái là khi mà mẹ con quyết định cho con theo học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành đó, thì thầy cảm thấy như thế nào? Thì thứ nhất là với cái mình là dân ở Phú Quốc. Phú Quốc là một trong những cái địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Thế ra cái việc mà ở đây chọn cái ngành nghề du lịch nó rất phù hợp thôi. Thì thầy cảm thấy khi mà con học ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành này nè, thì khi mà con bước ra ngoài đời mà làm việc thì thầy nghĩ con có thể làm nghề gì? Và coi như cái ngành của du lịch ở đây thì nó rất là phát triển. Hầu hết coi như các học sinh mà tốt nghiệp cấp 3 đây thì họ cũng đi theo chọn cái ngành nghề này. Và trong ngày vừa qua thì hầu hết các em cũng đều sau khi tốt nghiệp xong á, ở Sài Gòn xong rồi quay trở về quốc cơ đều có việc làm ổn định cả. Ở đây thì làm ngành nghề rất là phù hợp nhất và có thể là dễ kiếm việc làm nhất.